Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ tố Trung Quốc chơi xấu trong cuộc đua tìm vaccine viêm phổi Vũ Hán. Sau những tranh luận về trách nhiệm của Bắc Kinh khi để xảy ra đại dịch lan tràn ra toàn thế giới, cuộc chiến gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc những ngày gần đây lại xoay quanh việc tranh đua phát triển vaccine phòng bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trong một chương trình có tên Andre Marshall của BBC, thượng nghị sĩ phe Cộng Hòa ở Florida, người có vị trí ở trong Ủy ban An ninh Quốc hội và một số cơ quan khác, Rick Scott đã đưa ra báo cáo buộc Trung Quốc cản trở phương Tây tìm vaccine này. Đây là hình ảnh chụp màn hình video thượng nghị sĩ Rick Scott trong buổi phỏng vấn. Ông đã nói như sau: chúng ta cần phải làm ra vaccine, thật không may là chúng tôi có bằng chứng cho thấy Trung Quốc Cộng sản đang tìm cách phá hoại chúng tôi hoặc là làm chậm tiến trình tìm ra vaccine này. Ông khẳng định Trung Quốc không muốn chúng tôi và nước Anh cũng như châu Âu tạo ra được vaccine trước. Họ đã quyết định trở thành đối thủ của Mỹ và các nền dân chủ trên thế giới. Ông Scott, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi bị truyền thông chất vấn về cáo buộc này đã tiết lộ bằng chứng được đưa ra từ các đơn vị tình báo và lực lượng có vũ trang. Ông nói thêm, có những thứ tôi không thể thảo luận, tôi được cung cấp thông tin. Ông nói, nếu như Anh hoặc Mỹ làm được đầu tiên thì chúng tôi sẽ chia sẻ, Trung Quốc Cộng sản sẽ không chia sẻ. Ngay sau đó, vào ngày 8 tháng 6 năm 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nghị sĩ Mỹ Rick Scott nên đưa ra bằng chứng cho cáo buộc Trung Quốc phá hoại nghiên cứu vaccine phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán của phương Tây. Đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh. Phát biểu trước báo giới, bà Hoa Xuân Ánh tuyên bố việc phát triển vaccine phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán không phải là một cuộc cạnh tranh song phương của Trung Quốc và hy vọng Mỹ sẽ cung cấp bất kỳ loại vaccine nào mà họ phát triển ra thế giới một cách công bằng và miễn phí. Bà đồng thời tái khẳng định sự minh bạch của Trung Quốc trong vấn đề đại dịch và lên tiếng chỉ trích những cáo buộc sai trái của phía Mỹ đối với Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Trước đó, vào hồi giữa tháng 5, Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc ăn cắp nghiên cứu về vaccine của virus corona. Giới chức Mỹ cho biết tin tặc liên quan đến Trung Quốc đang nhắm vào các tổ chức nghiên cứu về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI nói rằng họ đã phát hiện hành động tấn công của tin tặc nhằm vào các nhóm nghiên cứu vaccine, phương pháp điều trị và xét nghiệm của Mỹ. FBI cùng Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Kỹ thuật CISCA trực thuộc Bộ An ninh đã đưa ra cảnh báo chung hiếm hoi. Theo đó, hai cơ quan trên cho biết các đơn vị trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và nghiên cứu liên quan đến hoạt động ứng phó viêm phổi Vũ Hán nên ý thức được rằng họ là mục tiêu chính của tin tặc. Thông cáo còn cho biết tin tặc đã bị phát hiện khi đang tìm cách xác định và lấy cắp phi pháp tài sản trí tuệ và dữ liệu sức khỏe cộng đồng liên quan đến việc điều trị virus corona. Và Trung Quốc hiện nay được cho rằng đang có những tiến triển mới trong cuộc đua về nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán với 5 loại vaccine đang được tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Đây là hình ảnh thử nghiệm chế tạo vaccine điều trị viêm phổi Vũ Hán tại một phòng thí nghiệm Sinovac Biotech ở Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 4 năm 2020. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, toàn cầu có khoảng 125 ứng viên vaccine viêm phổi Vũ Hán đang được nghiên cứu và phát triển. Trong số đó có 10 ứng viên hàng đầu đang được thử nghiệm trên người trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên toàn thế giới. Trong đó Trung Quốc có 5 ứng viên, còn Mỹ chỉ có 3 ứng viên được đưa vào thử nghiệm trên người do các hãng dược như Moderna, Pfizer và Inovio phát triển, nghiên cứu. Trung Quốc đã không để mất thời gian, ngay khi vừa lập được bản đồ về hệ mã gen di truyền của virus corona mới hồi tháng Giêng năm 2020, các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc đã bắt đầu tham gia vào tiến trình phát triển vaccine. Theo một nhà khoa học nước ngoài ở Thượng Hải, nhiều dự án nghiên cứu về vaccine chống những căn bệnh khác đã bị đình chỉ để dồn toàn bộ nguồn lực cho việc chế tạo vaccine chống viêm phổi Vũ Hán. Chính phủ, quân đội và một số công ty có vốn đầu tư nhà nước Trung Quốc đã cam kết bỏ ra hàng trăm triệu đô la nhằm xóa bỏ các rào cản pháp lý, đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine. Hai trong năm loại vaccine tiềm năng thuộc về Tập đoàn Quốc gia Biotech. Đơn vị này đã rót hơn 5 tỷ nhân dân tệ, là tương đương với 703 triệu đô la để nghiên cứu loại vaccine mới. Trong khi đó, Viện Quân y trực thuộc Viện Hàn Lâm Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 tại Canada sau khi được chấp thuận vào tháng trước. Và các nhà nghiên cứu tại Viện Quân y hợp tác với công ty công nghệ sinh học CanSino Biology có trụ sở Thiên Tân là đơn vị đầu tiên công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 1, tức là đã được bình xét
trên tạp chí Y khoa Lancet. Công bố này được thực hiện chỉ vài ngày sau khi hãng dược phẩm Moderna của Mỹ có động thái tương tự. Tuy nhiên, thử nghiệm của Moderna chưa được bình duyệt. Và tiến độ nhanh chóng của CanSino có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Bắc Kinh. Nhà khoa học đứng đầu công trình là Jane White, 54 tuổi, thiếu tướng quân đội giải phóng nhân dân. Bà cũng là một trong những người đầu tiên tình nguyện tiêm thử vaccine. Thiếu tướng Chen Wei được coi là chuyên gia số 1 về chiến tranh sinh học của quân đội Trung Quốc và cũng là người được cử ngay đến Vũ Hán để ngăn dịch ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố phong tỏa Vũ Hán vào hồi tháng 1. Vào hôm 4 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã thông báo chính phủ và các tập đoàn tư nhân dự kiến đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng hơn 1,4 tỷ đô la vào việc xét nghiệm, điều trị viêm phổi Vũ Hán cũng như phát triển vaccine bổ sung thêm cho 4 tỷ nhân dân tệ so với trước đó. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát phòng thí nghiệm của Viện Quân Y, Viện Hàn Lâm Khoa học, Y học Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 3 năm 2020. Khác với Mỹ, Trung Quốc không thử sức với những công nghệ điều chế tiên tiến như sử dụng RNA thông tin. Các nhà khoa học đại lục phát triển loại vaccine truyền thống dựa trên virus bất hoạt được nuôi cấy và làm giảm động lực. Đây là hình thức tiêm chủng cổ điển và phổ biến, từng dùng để chống các loại bệnh cúm thông thường, viêm gan A, bại liệt và bệnh dại. Nó được đánh giá là phức tạp và tốn nhiều chi phí hơn. Và việc tìm ra vaccine an toàn và hiệu quả ngừa được viêm phổi Vũ Hán đang được so sánh với cuộc chạy đua vào không gian ở những thập niên 1960. Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh nhau quyết liệt trong cuộc chạy đua toàn cầu về phát triển vaccine. Vào hôm 2 tháng 6 năm 2020, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn 5 hãng dược lớn để chuẩn bị cho triển vọng phân phối 200 triệu liều vaccine tính đến đầu năm sau. Mỹ thậm chí bắt đầu công đoạn sản xuất trước khi biết chắc loại vaccine này có tác dụng trên người hay không. Trung Quốc hứa hẹn sản xuất vaccine sớm nhất là vào tháng 9, ngay cả khi chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng. Trung Quốc coi chiến thắng là bản tuyên ngôn mạnh mẽ và đầy tham vọng về năng lực, công nghệ y khoa, quốc gia, đồng thời làm chệch hướng chỉ trích của dư luận đối với nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Và nói một cách thực tế hơn, thành công trong vaccine sẽ giúp Bắc Kinh xây dựng lại niềm tin của công chúng và khôi phục lại nền kinh tế sớm trong khi toàn cầu đang còn gặp khó khăn và khủng hoảng. Yang Xiong-hong, cố vấn cao cấp về sức khỏe của cộng đồng tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở New York đã nhận định như sau. Cần có vaccine càng sớm càng tốt. Đây là yếu tố tiềm năng để lật ngược thế cờ, tác động đến cán cân chính trị. Tháng trước, trong buổi trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nếu phát triển vaccine thành công, nước này sẽ chia sẻ thành quả với thế giới. Ông không cung cấp thêm thông tin cụ thể, nhưng các chuyên gia đầu ngành hy vọng tất cả các quốc gia sẽ ưu tiên tiêm phòng cho công dân của họ. Trong cuộc họp báo đã diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Wang Xing tuyên bố bất kỳ loại vaccine nào do Trung Quốc phát triển đều sẽ trở thành hàng hóa công cộng toàn cầu, một khi nó sẽ sẵn sàng sau các thử nghiệm lâm sàng thành công. Đây là hình ảnh ở Bắc Kinh hôm 7 tháng 6, tổ chức họp báo công bố sách trắng chiến đấu chống viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc hành động. Trước đó, trong bài phát biểu trên kênh truyền hình CKTN, tiến sĩ Cao Phu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán có thể sẵn sàng để sử dụng khẩn cấp vào tháng 9 năm 2020. Cũng trong cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Marshall Xu cho biết, Trung Quốc đã tham gia sáng kiến hợp tác quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất để đẩy nhanh việc phát triển vaccine và thuốc đặc trị cho viêm phổi Vũ Hán. Ông Marshall Xu nhấn mạnh tiếp như sau, Trung Quốc sẽ thực hiện lời hứa cung cấp cho thế giới một loại vaccine an toàn, hiệu quả với chất lượng cao khi mọi thứ sẵn sàng, đồng thời cam kết giúp các quốc gia trên thế giới, bao gồm những nước đang phát triển và tiếp cận vaccine với giá cả phải chăng. Cũng trong ngày 7 tháng 6 năm 2020, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc đã công bố sách trắng về kết quả cuộc chiến chống dịch đường hô hấp viêm phổi Vũ Hán ở nước này, trong đó cho biết tỷ lệ khỏi bệnh ở Trung Quốc đại lục đạt hơn 94%. Cũng theo sách trắng, 92% số bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán được điều trị bằng y học cổ truyền Trung Quốc. Liệu pháp này được thực hiện trong toàn bộ quá trình từ theo dõi y tế, điều trị, triệu chứng nhẹ, vừa, nặng và rất nặng. Những thông tin trên của Trung Quốc được dư luận đánh giá là ngầm truyền tải sức mạnh của y học và khoa học cũng như sự ưu việt của chế độ chính trị Trung Quốc trong tương quan với các cường quốc hàng đầu thế giới. Và trong lúc 5 loại vaccine viêm phổi Vũ Hán đang được phát triển, Bắc Kinh cũng gấp rút cho xây các cơ sở đạt chuẩn an toàn sinh học để chuẩn bị cho sản xuất.
Đây là hình ảnh bên trong một cơ sở an toàn sinh học tại Bắc Kinh. Các cơ sở sẽ xếp hạng an toàn sinh học độ 3 bởi vì viêm phổi Vũ Hán có khả năng gây bệnh cao và cần môi trường an toàn để sử dụng. Dư Quang Minh, bí thư của Sinopharm, công ty con thuộc tập đoàn dược phẩm sở hữu tập đoàn Biotech quốc gia Trung Quốc, cho biết hai cơ sở an toàn sinh học được xây dựng với tốc độ thời chiến. Ông Dư cho biết thêm như sau, cơ sở tại Bắc Kinh đã hoàn thành và đang chờ chứng nhận. Năng lực sản xuất hàng năm sẽ là khoảng 100 triệu liều. Cấu trúc chính của xưởng sản xuất tại Vũ Hán cũng được hoàn thành, năng lực sản xuất hàng năm là 80 triệu liều. Sau khi hai xưởng bắt đầu sản xuất, chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng quy mô lớn và đảm bảo về tính sẵn có và giá cả phải chăng cho loại vaccine viêm phổi Vũ Hán. Chung Jingjin, bí thư đảng ủy của Trung Quốc cho biết, năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân số đặc biệt, bao gồm nhân viên y tế, nhân viên ngoại giao, du học sinh và những người làm việc trong các dự án có cơ sở hạ tầng ở nước ngoài thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng Trung Quốc sẽ phát triển thành công vaccine trước Mỹ và các quốc gia khác. Tuy nhiên, mức độ tiếp nhận của thị trường toàn cầu lại là chuyện khác. Vào năm 2017, nước này cũng điều chế thành công và được phê duyệt vaccine Ebola. Tuy nhiên, sản phẩm chưa bao giờ đến tay người dùng quốc tế. Sau hàng loạt bê bối, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự nghi ngờ về chất lượng cũng như sự an toàn của sản phẩm. Vào năm 2018, Sinopharm, công ty mẹ của CNBC đã bị hứng chỉ trích vì phân phối loại vaccine không đạt chuẩn dành cho trẻ sơ sinh. Dù đã trở thành quốc gia đầu tiên tìm ra phương pháp ngăn ngừa viêm phổi Vũ Hán hay không, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối. Đây là một trong những nước có năng lực sản xuất lớn nhất trên thế giới, lên tới hàng trăm triệu liều mỗi năm. Vào năm 2019, CNBC điều chế thành công vaccine viêm mạn não Nhật Bản và được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận phân phối toàn cầu. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Ba ngày 9 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ tố cáo Trung Quốc chơi xấu trong cuộc đua tìm vaccine viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.